hello xin chào mọi người chào mừng mọi người đã ghé đến kênh nanny official của mình nha ở đây có bạn nào là tín đồ của bún mọc không hôm nay cùng vào bếp nấu bún mọc chung với mẹ mình nha Mẹ mình sử dụng một cái sườn non, các bạn có thể thay thế bằng xương giá cũng được nha. Sườn non đi rửa sơ với lại nước lạnh, rồi các bạn chàng sơ qua nước sôi để cho những cái mỡ và chất dơ của cái sườn nó ra ngoài nè. Chần sơ nước sôi rồi thì mình gắp ra để cho nó ráo nha. Tiếp theo thì uh, mẹ mình sẽ nấu một nồi nước cho củ cải trắng vào, rồi sau đó gắp sườn vào. Đây là hồi nãy chàng sơ với nước sôi nhưng mà nó vẫn còn cái cặn này thấy không các bạn. Giờ tiếp theo sẽ nêm nếm nha. Cho 4 muỗng cà phê hạt nêm vào một muỗng muối lớn, 4 muỗng cà phê bột ngọt vào và thêm mấy cục đường phèn cho nó ngọt nước nữa nè. Sau đó các bạn nhớ hớt bọt nha. Rồi tiếp theo thì sẽ chấm thêm nước sôi vào nấu cho nó nhanh nêm nếm lại một lần nữa cho thêm một miếng nước mắm và thêm một miếng muối nữa trong thời gian đi hầm nồi nước lèo thì mình đi trụng bún nha các bạn cho nước sôi vào bún để trụng rồi xong đó mình sẽ lấy ra rổ nè nhìn cục này giống như bánh bao quá ha nhưng mà thật ra là nó là cục mọc đó cái này là nửa kg 60 k nha bây giờ khi là nước sôi thì mình hớt bọt rồi mình sẽ dứt mọc vào hết ăn bao nhiêu thì dứt bấy nhiêu vô nha các bạn Ta nói nhìn cái nồi nước lèo quá trời tấp binh luôn có hấp dẫn quá không vợ dạ? Còn ờ, cái này là rổ rau với lại giá của nhà mình ăn mình không có ăn rau với cũng không ăn giá luôn Để quay chiếc clip này mình phải thức từ 6 giờ sáng đến 8 giờ Bây giờ mình sẽ hưởng thức ăn thôi đó bụng quá à Tô bún mập của mình thì gồm có chả nè, sườn non rồi quá trời quá đứt mọc luôn Mời các bạn nha Chúc các bạn làm thành công và nhớ đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha Cảm ơn các bạn rất nhiều nè